Ok, xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu về các bản Orange Key Zero. Có thì như các bạn đã biết thì Orange Key Zero là một cái bo mạch rất là nhỏ, từ 4-5 cm chiều cổng lan. Hiện tại bốn phiên bản Orange Key Zero khác nhau, đó là Orange Key Zero thường, đó là chip 22, đó là thế này, một phiên bản này cũng có cổng LAN, cổng USB, cổng radio, UART, cổng micro USB, cắt nguồn. Phiên bản Orange Key Plus. Plus này lớn hơn một chút, là chip 25. Còn về các chức năng của cổng radio khác thì tương tự, cũng có một radio, cổng một radio chờ. Ở đây tôi hàn là cái cửa hàn chân cọc một radio vào để test về màn hình. Gốc của Orange Key Plus thì không có cái video này, cổng ART, cổng LAN, USB, nhớ, micro USB, ATG. Nếu ngoài ra thì có một cái gọi là cái extension port, bây giờ Orange Key là interface port, interface port này cắm vào cổng video. Thì khi cắm mở rộng, chúng ta sẽ có thêm hai cổng USB, một cổng AV, cổng này có thể xuất ra loa, một cái micro. Micro này khá hay, chúng ta có thể sử dụng để làm ống loa Aston. Cái micro này và một cổng hồng ngoại chúng ta có thể sử dụng để lập trình điều khiển cổng hồng ngoại với một số những cái điều khiển, những điều khiển này chẳng hạn. Thì cổng Zero Interface Port này thì rất là rẻ, và để mua rất là nhiều là có bất cứ cái Orange Key Zero nào. Ngoài ra có thêm hai bảng Orange Key Zero khác, Orange Key Zero Plus 2 và Plus 2. Riêng Plus 2 thì có hai phiên bản, Plus 2 chip H3 và Plus 2 chip H5, và nó sử dụng cái vỏ riêng. Cái vỏ này là đặc trưng theo cái vỏ Orange Key Zero. Cái này thay vì một cổng LAN và một cổng USB thì đây là một cổng HDMI để bạn có thể xuất ra hình ảnh. Đây là cái để bạn có thể xuất ra hình ảnh là một cổng CRI, cổng camera. Và bây giờ tôi thay ra cho bạn xem.
Café Spot hay là Extension Bot, Orange Peel. Các bạn mở đã lắp vào trong này và làm VIP và hai cái này là cổng chờ, lắp ngược lại là cổng ngược lại và cổng PIO. Đấy, thì như các bạn thấy là đây là chip H5, cũng có sử dụng một chip RAM 512, cổng PIO chờ URT. Ở đây nó là cổng HDMI, cổng một cổng CRI, cổng camera. Thì tương tự như vậy đối với PIO H3. Nguy hiểm một cổng CDI, một cổng HDMI này, khi lắp extension board chúng ta có USB, AV, mic, nhớ cổng micro USB OTG cấp nguồn.